chị. Đây là váy của mẹ. Và đây là nón của mẹ. Heba ơi, giày của Heba đâu rồi? Bây giờ chị phải mang giày đây. Bây giờ chị phải trông thật đẹp mới được, giống như mẹ. Rồi Peppa tìm thấy hộp trang điểm của mẹ. Dạ một chút phấn nè. Đẹp lắm. Bây giờ tới son môi. Bây giờ heo mẹ trông thật là đẹp. Mình đi thôi nào heo ba. Đã tới giờ đi làm rồi. Lúc đó heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Chào con Peppa, chào con Sót. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Peppa, mẹ chỉ chào thôi mà. Con không phải heo Peppa, con là heo mẹ. Phải rồi, tất nhiên. Xin chào heo mẹ nha. Xin chào. Và đây là heo ba. Sót. Được rồi, chào các anh nữa nha heo ba. Xin lỗi nha, giờ tôi có công việc phải làm. Alo. Phải. Tôi không làm cái này. Không, cảm ơn. Tạm biệt. Peppa rất thích khi đóng giả làm heo mẹ. Nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi heo ba, tôi cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Peppa, con có muốn vẽ mặt hay không? Dạ có. Con muốn làm một chú voi. Không được, cô không biết cách vẽ con voi rồi. Cô có thể vẽ hổ thôi. Dạ được, cô vẽ được không cô? Được rồi đó Peppa, con đã là một nàng hổ rồi. Mình là một con hổ. George, con muốn trở thành gì nè? Khủng long. Là khủng long sao? À, hay là hổ đi được không? Cô rất giỏi vẽ hổ. Chị là hổ nè. Mình cũng vậy. Miau. Hổ đâu có sữa gâu gâu. Sao cậu biết vậy? Vì hổ là một chú mèo lớn mà. Miau. Và mình là mèo. Candy, cậu chỉ tụi mình cách làm hổ được không? Được thôi. Hổ sẽ rình rập con mồi từ từ như vậy nè. Sau đó sẽ nhảy ra. Và hổ thích tự liếm sạch toàn thân của mình. Nhưng hay nhất là khi mà hổ đang thấy vui thì sẽ kêu là. Xin chào các con. Ôi trời ơi, các con đều là hổ hả? Con đang dạy các bạn làm hổ đúng cách đó cô ơi. Vậy các chú hổ nhỏ định làm gì tiếp đi? Khủng long. Phải rồi, chúng ta phải tìm bong bóng khủng long cho George. Mỗi đứa các con sẽ được một cái. Xin chào cô Linh Dương, chúng tôi muốn vài quả bong bóng thưa cô. Tất nhiên là được, tôi có rất nhiều màu nhiều hình đây nè. Để con lấy bong bóng hình ra được không cô? Được, của con đây Peppa. Con muốn bong bóng kangaroo. Bong bóng sư tử. Bong bóng khỉ con. Bong bóng chim vẹt. Được thôi, ở đây cô sẽ có đủ. Cô Linh Dương ơi, chúng tôi đang tìm một bong bóng có hình khủng long cho George. Peppa tìm được một vũng bùn nhỏ, trong khi George tìm được một vũng bùn lớn. Chắc ơi, có một vũng bùn lớn hay là lớn kìa. George là người muốn nhảy vào vũng bùn lớn trước. Khoan đã George, chị phải xem coi nó có an toàn không đã. Tốt, vũng bùn này không sao đâu. Xin lỗi chó, chỉ là bùn thôi mà.
Peppa và George rất thích chơi trong vũng bùn lớn này. Đi nào George, chúng ta đi khoe với ba đi em. Ôi trời ơi. Ba ơi, ba ơi, ba đoán xem tụi con đã làm gì nè. Để ba nghĩ xem. Hai đứa con đã xem tivi à? Không phải đâu ba ơi. Vậy hai đứa mới tắm xong? Không phải luôn. À, ba biết rồi. Hai con đã chơi trong vũng bùn đúng không? Dạ dạ dạ. Tụi con đã chơi nhảy trong những vũng bùn. Oh, nhìn hai con bây giờ kìa. Không sao, là bùn thôi mà. Nhưng mà chúng ta mau rửa sạch trước khi mẹ các con thấy. Ba ơi, khi tụi con đã sạch rồi, ba mẹ cùng chơi với tụi con được không? Được chứ, chúng ta sẽ cùng dạo chơi trong vườn. Nhưng mà ba ơi, thám tử là cái gì vậy ba? Một vị thám tử là một người rất quan trọng đó con, và rất giỏi trong việc đi tìm đồ. Là con cũng rất dễ tìm đồ đó ba. Được rồi, Peppa sẽ làm thám tử. George, giờ chị làm thám tử. Chị sẽ giúp em tìm ông khủng long về nha. Có lẽ vậy, nhưng thám tử nên hỏi George những câu hỏi đơn giản thôi. George, ông khủng long ở đâu vậy em? Chị George không biết ông khủng long đang ở đâu. Đôi khi thám tử có thể thử đoán là ông khủng long đang ở đâu đó con. Con biết, ông ấy đang ở đâu rồi. Tại vì George lúc nào cũng đem ông khủng long vào bồn tắm với mình, nên chắc chắn ông khủng long đang ở trong bồn tắm. Nhưng mà ông khủng long không có trong bồn tắm. Ừ, con biết rồi, con biết ông khủng long đang ở đâu rồi đó. George lúc nào cũng đặt ông khủng long trên giường mỗi buổi tối với mình, nên chắc chắn ông ấy sẽ ở đây nè. Ông khủng long cũng không có trên giường của George. Oh. Có lẽ chúng ta nên tìm ở trong khu vườn. Phải, ở ngoài vườn. Con cũng đang định nói như vậy đó mẹ. Ông khủng long ơi, ông đâu rồi? Có vẻ như là rất khó tìm được ông khủng long của George. Ông khủng long cũng không có ở đây rồi mẹ ơi. George, con rất thích ném ông khủng long lên cao đúng không? Bà không biết là lần này có phải con ném ông khủng long lên cao quá hay không? Ở trên kia, ở trên kia. Con thấy ông ấy trước nha. Con giỏi lắm Peppa. Con đúng là một vị thám tử rất giỏi. Đây là cô Linh Dương, chính là cô giáo dạy lớp của heo Peppa. Xin chào. Đây là đứa em trai của mình, George. Cô chào con, George. Mẹ. 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 Ước gì mình cũng có một cậu em trai dễ thương như George. Thật sao? Xin chào, anh là chó Danny. Đây là một con khủng long sao? Ừ, nó chỉ là khủng long đồ chơi thôi. Yeah, khủng long. Tuyệt quá. Khủng long. Khủng long. Oh, cô cũng sợ quá à. Em ấy tuyệt quá. Chó là em trai của mình. Em ấy rất tuyệt. Peppa cảm thấy tự hào về em trai George của mình. Bây giờ hãy cho George thấy chúng ta vẽ tranh như thế nào đi. Em ấy không giỏi vẽ tranh đâu cô. Vậy thì em sẽ giúp em ấy được chứ? Dạ phải, em vẽ rất giỏi. Em sẽ dạy em ấy vẽ một bông hoa. George, hôm nay chị sẽ chỉ cho em cách để vẽ một bông hoa. Đầu tiên em phải vẽ một vòng tròn lớn. Không cho.
em đã chọn sai màu rồi. Sau đó em hãy vẽ những cánh hoa. George, em vẽ sai hình rồi. Bây giờ em sẽ vẽ cành và lá. Hoàn thành rồi. Tụi con có thể giúp mẹ. Không bé ba, con không được chạm vào máy vi tính đâu. Và George, con cũng không được chạm vào máy vi tính, nghe chưa? George nè, chúng ta không được làm như vậy. Peppa, dừng lại. Con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn cho em chốt thấy không được làm như vậy. Ôi trời, có thể máy vi tính đã bị hư rồi. Theo ba ơi. Theo ba ơi. Có chuyện gì vậy mẹ mấy đứa? Theo ba ơi, anh sửa máy vi tính được không? Em sẽ nấu bữa trưa trong khi anh sửa máy vi tính. Em tính như vậy cũng được. Nhưng thật sự anh không giỏi mấy thứ này đâu. Cảm ơn anh, heo ba. Vậy là heo ba sẽ sửa lại máy vi tính. Có lẽ nếu như mình tắt nó đi rồi sau đó bật lên lại. Vậy là heo ba đã sửa được máy vi tính rồi. Hai mô ba. Phải, ba sửa máy vi tính cũng khá giỏi đó chứ. Ba ơi, tụi con chơi trò kia được không ba? Cô gà vui vẻ đó ba. Có lẽ con nên đi hỏi mẹ con. Lúc nãy mẹ nói tụi con có thể chơi sau mà. Nếu như vậy thì được. Nhưng ba không biết cái đĩa ở đâu. Hay quá. Vậy con có muốn gieo hạt dâu tây hay không? Dạ có. Hạt giống này sẽ phát triển thành một cái cây dâu tây thật đẹp đó con. Trước tiên hãy làm một cái lỗ nhỏ. Sau đó con gieo hạt giống vào, rồi lấy đất lấp lại. Muốn ông tưới thay cho con không? Dạ không, con muốn tự mình tưới nó. Tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ đợi nó nảy mầm. Peppa và George đợi hạt cây nảy mầm và lớn lên. Đợi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy lớn. Con phải thật kiên nhẫn chứ Peppa. Nó cần có rất nhiều thời gian để lớn lên. Peppa, George, đã tới lúc về nhà rồi con. Nhưng tụi con đang đợi cây dâu của tụi con lớn lên. Con muốn ăn dâu tây với trà. Con đừng lo Peppa. Lần sau khi con tới thì cái hạt này sẽ phát triển thành cây đó. Là chúng ta sẽ có dâu phải không ông? Không phải rồi. Đi thôi Peppa. Thưa ông, con về. Tạm biệt cây dâu nha. Heo ông chăm sóc cho cây dâu tây của heo Peppa. Sau nhiều ngày thì heo ông thấy một cái cây nhỏ đang phát triển. Ngày qua ngày cái cây càng lúc càng lớn hơn. Đến một ngày, heo ông thấy một thứ rất đặc biệt từ cái cây đó. Trái dâu tây. Ông ơi, tụi con tới rồi. Peppa và George lại tới chơi nhà ông. Ông ơi, cái cây của tụi con có lớn không? Có. Xem nè. Dâu tây. Con cảm ơn ông rất nhiều. Ông ơi, chúng ta trồng cây khác được không? Ôi trời, cơn nứt cục của George đã làm hỏng trò chơi. George, chị biết cách chữa nứt cục rồi. Em phải nghe theo lời chị nha. Em
hãy vừa xoa đỉnh đầu và vừa xoa bụng của mình. Tốt, bây giờ em hết nốt cục chưa? Có vẻ cách chữa nốt cục của Peppa không có hiệu quả. Chót, em làm sai cách đó rồi. Chị biết một cách hay hơn để chữa nốt cục. Đầu tiên, em hãy nhảy lên 3 lần bằng một chân thôi. Bây giờ, vẫy hai cánh tay của em lên xuống và lè lưỡi của em ra. Bây giờ, nhắm mắt lại và quay người thật nhanh. 3 lần. Cách chữa lần này của Peppa cũng không hiệu quả. George vẫn còn bị nứt cục. Chị biết rồi. Để chữa nứt cục, chú heo bị bệnh phải bị giật mình một cái. George, bây giờ chị sẽ dọa em. Nhưng em phải nhớ là đây chỉ là một trò chơi để chữa nứt cục cho em. Em hãy nhớ là chị chỉ làm bộ dọa em thôi, George. Peppa, con phải nhẹ tay khi chơi với em con chứ. George vẫn còn nhỏ mà. Con xin lỗi mẹ, tại vì con muốn chữa nứt cục cho em thôi. Hay quá, George đã không còn nứt cục nữa. Do em chạy chưa đủ nhanh. Bây giờ tới lượt chị. Rồi đến Peppa chạy nhanh nhất có thể. Nhưng con diều nó vẫn không bay lên. Diều sẽ không bay nếu như không có gió, dù cho con chạy nhanh tới mức nào. Chúng ta chỉ cần đợi tới khi trời bắt đầu có gió thổi. Nhìn kìa, bắt đầu có gió rồi đó. Bây giờ trời đã có gió, diều đã có thể bay. Cơn gió bây giờ khá mạnh. Rồi cơn gió bây giờ rất mạnh. Peppa. Cảm ơn ba. Rồi heo ba là người điều khiển diều. Cao nữa, cao nữa. Có vẻ heo ba điều khiển diều rất giỏi. Phải, mấy trò chơi này ba chơi rất giỏi. Cẩn thận mấy cái cây đó anh, coi chừng vừa bị dướng vào đó bây giờ. Em đừng lo, anh biết anh đang làm gì. Ôi trời, heo ba đã làm cho con diều bị dướng lên cành cây rồi. Ôi không. Thôi con nín đi sớm, ba sẽ lấy con diều xuống cho con mà. Phải. Hai đứa cẩn thận, ở chỗ đó có một vũng bùn. Tại vì Peppa và George rất thích nhảy vào vũng bùn. Tụi con nhảy vào đó được không mẹ? Nhìn kìa, có mấy chú vịt đang bơi. Mẹ ơi, tụi con cho vịt ăn được không mẹ? Được, lấy phần bánh thừa cho chúng đi con. Peppa và George thích cho vịt ăn bánh mì. Mẹ ơi, con nghĩ là chúng muốn ăn nữa. Đó là phần bánh mì cuối cùng rồi. Mẹ nghĩ chúng ăn đủ rồi con à. Xin lỗi vịt con nha, mình hết bánh rồi. Nhưng vịt vẫn còn muốn ăn. Xem ra heo ba sẽ không tập thể dục nữa rồi. Chuyện gì vậy? Lại là đám vịt con. Peppa nói rồi mà, không còn bánh mì đâu. Mẹ ơi, chúng ta vẫn còn bánh dâu tây mà mẹ. Ăn đi, nếu như chúng ta còn thừa bánh thì con có thể cho vịt ăn. Mọi người ai cũng thích bánh dâu tây của heo mẹ làm.
một con ong. Mẹ rất ghét ong. Mẹ các con đúng là nhát thiệt. Chỉ là con ong nhỏ thôi mà. Bay đi đi ong à. Em đứng yên đi heo mẹ. Nó sẽ bay đi thôi. Đó thấy chưa, chỉ cần đứng yên mà thôi. Nè, tránh ra đi chứ. Đi đi. Giúp tôi với. Đuổi nó. Đuổi nó đi đi. Mong là con ong đó sẽ không chết ba. Tránh ra đi con côn trùng này. Không, heo ba chạy quá nhanh nên con ong sẽ không đuổi kịp. Chúng ta ăn bánh đi mẹ, trước khi con ong nó quay lại. Ôi không, chúng ta quên chừa cho vịt rồi. Chắc thoát được con ong đó rồi. Anh nói là sẽ chạy vòng vòng để tập thể dục mà đúng không heo ba? Được rồi bé ba, mẹ biết phòng khách nhà mình ở đâu mà con. Mẹ hãy đọc tạp chí đi. Cảm ơn bé ba. Và đây là bản nhạc dành cho mẹ. Cảm ơn bé ba. Chúng ta phải cắm số lượng nến bằng đúng số tuổi của mẹ. 1, 2, 3. Ôi trời, nếu vậy chúng ta không có đủ nến rồi. Ba ơi, mẹ bao nhiêu tuổi vậy ba? Bà sẽ nói nhỏ với các con nha. Wow, nhiều vậy sao ba? Còn biết không, ba nghĩ ba cây nến là cũng được rồi. Vậy là bánh sinh nhật của heo mẹ đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải trang trí cho phòng khách nữa. Xin chào mẹ. Mọi người đây rồi. Mẹ vừa thấy hơi chán một chút. Mẹ ơi, vậy mẹ có muốn đi dạo ngoài vườn một chút không? Mẹ có lựa chọn nào khác không? Dạ không. Tạm biệt mẹ. Mẹ đi dạo vui vẻ nha. Con sẽ gọi mẹ khi con chuẩn bị xong. Không ngờ sinh nhật phải làm rất nhiều chuyện như vậy. Heo ba cùng Pepper và George đang trang trí cho phòng khách. Vui quá đi. Hôm nay heo bà và heo ông cũng tới dự sinh nhật của heo mẹ. Chúc mừng sinh nhật heo mẹ. Sao con không vào nhà đi? Con chưa thể vào được. Heo ba cùng Peppa và Sót đang làm việc bí mật cho sinh nhật của con. Thật đáng yêu. Lát gặp lại con nha. Tạm biệt mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thể vào nhà chơi với con được không? Tất nhiên là được rồi. Mẹ nhắm mắt lại đi. Mẹ đừng mở mắt nha mẹ. Peppa và gia đình thích chiếc xe mới này. Chiếc xe mới này có nhiều nút thật đó. Ba ơi, cái nút xanh là gì vậy ba? Để bà xem. Là cửa phép thuật. Ba ơi, ba làm cửa sổ phép thuật hạ xuống đi ba. Ba ơi, còn nút màu xanh là gì vậy ba? Ba không biết nữa, để ba thử xem. Con thích chiếc xe mới này, chúng ta giữ nó được không ba? Chúng ta không giữ được nó đâu bé ba. Chúng ta chỉ mượn nó trong hôm nay thôi. Ôi không, em nghĩ là trời sắp mưa rồi. Được rồi, vậy anh sẽ bật mui xe lên. Để coi nút nào là nút bật mui xe đây. Nút nào ta? Ha ha, nhất định là nút này rồi. Nút đó khiến chiếc xe xịt nước và heo ba. Ba sai rồi, đó đâu phải cái mui xe đâu. Vậy chắc cái nút này. Không phải đó. Cái nút này. Heo ba đâu quên nút nào là nút để bật lại mui xe. Anh không nghĩ là chiếc xe này nó thích mình. Hãy bấm từ nút đỏ đi. Wow. Nhưng bây giờ lại hết mưa rồi. Mình hạ mui xe xuống được không ba? Được chứ con. Nhưng nút nào đây ta? Là nút màu đỏ đó. Chó ông đã sửa xong chiếc xe màu đỏ.
xe sửa xong rồi. Cảm ơn ông rất nhiều, không cần thối tiền thừa. Cảm ơn heo ba nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Peppa và George đang tạo ra những dấu chân trên tuyết. Peppa và George rất thích tạo những dấu chân trên tuyết. Ôi trời! Không có gì vui đâu George. Peppa đã làm một quả cầu tuyết. Peppa và George đang chơi trò ném tuyết rất vui. George, quay lại đây đi chú heo nhỏ. Ôi trời, xem ra trò chơi ném tuyết này có hơi quá mức rồi đây. Xin lỗi George. George, chúng ta làm người tuyết đi. Peppa và George cùng nhau làm người tuyết. Đầu tiên là làm phần thân. George, đây là phần thân của người tuyết. Giờ là phần đầu của người tuyết. Bây giờ chúng ta cần đôi tay, đôi mắt và miệng. Chó tìm được cành cây để làm cánh tay cho người tuyết. Còn Peppa thì tìm được đá để làm mắt và miệng cho người tuyết. Đây là mặt của người tuyết. Mình chơi nhìn đồ đi ba. Cũng được, để ba làm trước nha. Heo ba phải bí mật nhìn thứ gì đó ở xung quanh và những người khác sẽ đoán nó là cái gì. Mắt của ba đang nhìn thấy một thứ, đó là thứ có màu đỏ. Đỏ? Váy của con, nó có màu đỏ. Không, không phải váy của con đâu. Vậy xe của mình? Đúng rồi, là xe của chúng ta. Tới con, bây giờ mắt của con đang nhìn thấy một thứ có màu xanh dương. Áo của chó có phải không? Không phải. Nó có phải là một thứ trong xe không hả con? Không, ba mẹ thua đi. Bà chịu thua. Là bầu trời, nó có màu xanh. Con thắng rồi. Nè anh à, anh biết chúng ta đang ở đâu không vậy? Anh biết chính xác chúng ta đang ở đâu. Nhưng mà con đường này hình như không giống như trên tấm bản đồ thì phải. Ôi, heo ba ơi, bị lạc nữa rồi. Chúng ta không có lạc. Vậy chúng ta phải đi đường nào để tới lâu đài Windy đây? Em đợi anh một chút xíu nữa thôi. Em biết rồi, chúng ta có thể gọi cho ba và mẹ. Em không cần gọi cho mẹ và ba đâu. Dù mất cả ngày chúng ta cũng sẽ tới được lâu đài Windy. Chúng ta không có cả ngày đâu anh. Alo, con đó hả? Ba đang nghe đây. Dạ ba ơi ba. Hiện tại tụi con bị lạc trên đường tới lâu đài Windy rồi ba. Chắc là heo ba đang xem bản đồ, có đúng vậy không? Dạ phải, đúng là heo ba đang xem bản đồ. Bây giờ anh ấy hơi bực bội. Anh không hề bực bội. Thôi, để ba chỉ đường cho con. Giờ cứ đi theo đường lớn cho tới khi thấy lâu đài Windy trước mặt là được. Dạ cảm ơn ba rất nhiều. Chúng ta sẽ đi theo đường lớn và để mắt tới lâu đài Windy nha. Anh cũng biết vậy mà. Nhìn kìa, đó có phải lâu đài Windy không ba? Phải, đó chính là lâu đài Windy. Xe ơi cố lên. Con chào ba, con chào ông. Con chào ba, con chào ông. Ừ, chào các cháu của bà. Chào các cháu. Peppa, George, lên giường nhanh đi các con. Được rồi, ngủ ngon nha các con. Tạm biệt, chúc ngủ ngon. Chúc mẹ ngủ ngon, chúc ba ngủ ngon.
Các cháu của bà thật là ngoan. Được rồi, các con hãy mau ngủ đi. Dạ thưa mẹ. Các cháu biết nghe lời quá. Heo mẹ và heo ba rời khỏi nhà để đến cuộc hẹn buổi tối. Peppa và George là những đứa trẻ ngoan. Heo mẹ vừa nói một tiếng là lên giường đi ngủ liền. Coi bộ không có gì khó đâu bà. George, George, em còn thức hay không? Có lẽ chúng ta nên lên lầu xem thử đi bà. Peppa, George, hai con còn thức hả? Ủa, tụi nhỏ đang ngủ mà. Kỳ lạ thiệt đó. Thì ra không phải Peppa và George gây ra những âm thanh ồn ào hồi nãy đâu. Bây giờ không nghe thấy gì nữa hết. Chắc là bọn trẻ thật sự đã ngủ rồi đó bà. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Peppa và George dã ngoại cùng nhau. Nước kem cho cậu nè gấu bông. Cậu nói sao? Mình cảm ơn bạn rất nhiều Peppa. Không có gì đâu gấu bông à. Còn đây là nước kem cho ngài khủng long nè. Ngài nói sao hả? Được rồi, ngài không cần cảm ơn đâu ngài khủng long. Gấu bông và ngài khủng long có muốn ăn bánh quy hay không? Tụi mình không có đói bụng lắm đâu, nên bếp bè chó có thể ăn hết bánh quy nha. Cảm ơn cậu gấu bông. Ồ, âm thanh kỳ lạ đó là gì vậy? Chót, nhanh lên, vô nhà đi các con. Mẹ ơi, sao có tiếng ầm lớn vậy mẹ? Là tiếng sấm sét đó con à. Nghĩa là sắp có một cơn bão với rất nhiều mưa đó con. Mau lên, vào trong nhà trước khi trời đổ mưa nào. Không cần phải sợ đâu, cơn mưa vẫn còn ở rất xa chúng ta mà. Bầu trời càng ngày càng tối hơn. Một cơn bão sắp kéo tới đây. Peppa, George, hai con lấy hết đồ chơi ở ngoài giường vào chưa vậy? Không làm. Tốt, vậy là ngài khủng long không sao rồi. Gấu bông, con đã quên gấu bông ở ngoài giường rồi. Cậu ấy sẽ bị ướt mất. Đừng lo Peppa, bà sẽ ra đó giải cứu cho gấu bông. Anh phải nhanh lên đó, cơn mưa sắp kéo tới rồi. Anh rất rành về mưa bão mà em. Còn lâu lắm trời mới mưa. Mình đã nói rồi mà. Còn lâu lắm thì trời mới mưa. Tội nghiệp gấu bông. Chó, chị sẽ lượm củi và em sẽ khiêng chúng. Lượm củi thật là vui. Tốt. Như vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ để hết củi ở đây và đốt nó lên. Diêm ở đây nè anh. Chúng ta không cần diêm đâu em. Ba ơi, làm sao có thể đốt lửa mà không có quy diêm? Ba sẽ đốt lửa theo cách của những người xưa. Chỉ cần cọ hai que củi lại với nhau là được. Heo ba đang cọ hai que củi lại với nhau để đốt lên ngọn lửa trại. Ngọn lửa đâu ba? Sắp được rồi con à. À, dễ như ăn bánh vậy. Bây giờ chúng ta có thể hâm súp cà chua rồi. Hãy lắng nghe âm thanh của tự nhiên. Đó là tiếng gì vậy ba? Đó là tiếng kêu của những chú dế đó con. Còn đó là tiếng gì? Là tiếng chim cú.
Nhìn kìa, nó ở đó đó. Còn đó là tiếng gì? Mẹ cũng không biết nữa. Đó là tiếng bụng của ba kêu. Âm thanh trong bụng ba là âm thanh tuyệt vời nhất trong tự nhiên. Nó có nghĩa là tới giờ ăn rồi. Con rất thích súp cà chua. Ba cũng vậy. Đó cũng lại là một âm thanh tự nhiên khác của ba các con đó. Sao hả? Thôi được rồi các con, vô trong lều đi, tới giờ ngủ rồi. Chúng ta sẽ không vào được đâu, cái lều quá nhỏ mà. Không sao đâu con, cứ vào trong đi. Theo mẹ, em xích vô một chút được không? Ba ơi, ba quá to so với cái lều này đó. Thôi được rồi, dù sao ba cũng thích ngủ ở ngoài này hơn. Chúc anh ngủ ngon nha. Con cảm ơn ba. Con cảm ơn ông. Vậy ai là người muốn vào trong trước đây? Dạ con. Vậy thì con vào đi. Trước khi con vào nhà trên cây, con phải cởi ủng dính bùn ra trước. Con ở trong nhà rồi nè. Con ở trong nhà rồi. Cho, con có muốn được vào nhà trên cây đúng không? Dạ, là ai vậy? Có một chú heo nhỏ tên George muốn vào trong nhà thưa cô, có được không? Kêu em ấy cởi ủng ra trước cái đã. George, con mau cởi ủng ra đi, sau đó con có thể vào nhà trên cây với Peppa. Là ai vậy? George. Dạ, là ai vậy? Là mẹ đi. Còn chỗ cho một vị khách nữa không con? Mẹ phải nói đúng mật khẩu, sau đó mẹ mới vào nhà được. Vậy sao? Vậy thì mật khẩu là gì đây ta? Được, con phải nói nhỏ vào tai mẹ. Cô bí mật để vào nhà, cái bụng ba rất là lớn. Mẹ biết rồi. Mẹ nói mật khẩu nha. Cái bụng của heo ba rất lớn. Đúng rồi, cái bụng của ba rất lớn. Thật ra ba thấy mật khẩu này không hay một chút nào. Mẹ ơi, trước khi vào nhà, mẹ phải cởi ủng ra trước mới được. Được rồi. Trong đây còn chỗ cho ba nữa đó. Ba muốn vào nhà thì ba phải đọc mật khẩu. Con cho ba một mật khẩu khác có được không, Peppa? Không được. Thôi được rồi. Cái bụng của heo bà rất lớn. Chớp, chị chơi búp bê, em chơi khủng long nha. Cái gì vậy? Nó giống như một con quái vật kinh khủng. Khủng long. À, đó là một con khủng long. Cứu với, cứu với. Lúc này heo ba đang ở trong phòng khách để đọc báo, còn heo mẹ thì đang đọc quyển sách của mình. Hai đứa nhỏ đang làm gì vậy? Peppa, George, có chuyện gì vậy các con? Tiếng ồn gì vậy hả? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao trong này ồn ào quá vậy? Và nhìn đống bừa bộn trên sàn này đi, lỡ có ai đạp trúng và bị thương thì sao đi? Có người đã đạp trúng và bị thương rồi đó. Ôi trời ơi, tội nghiệp cho anh quá. Được rồi các con, chúng ta hãy dọn dẹp chỗ này đi. Nhưng mà mẹ ơi, tụi con đang chơi búp bê và khủng long mà. Các con có thể chơi tiếp sau khi dọn dẹp. Nhưng đây là đồ chơi của em George mà. Thật như vậy sao? Vậy cái váy đẹp này chắc cũng là của George rồi. Trong đây cũng có một ít đồ chơi của con thôi. Được rồi, ba sẽ giúp George dọn dẹp và heo mẹ sẽ giúp cho Peppa. Chúng ta thi đua nha ba. Đội con gái thi đua với con trai. Ý này hay đó, để coi ai sẽ dọn xong trước nha. Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu. Chúng ta sẽ thắng. Không đâu ba,
Rồi. Cái gì đây? Gấu bông. Mình đã tìm cậu khắp nơi. Nhanh lên Peppa, cho gấu bông vào giỏ đồ chơi đi con. Còn Peppa thì đang chơi xích đu. Mẹ ơi, đẩy con được không mẹ? Con sẵn sàng chưa? Dạ rồi, con muốn đẩy lên thật cao. Cao nữa đi mẹ. Rồi chó cũng muốn chơi xích đu. Bây giờ tới lượt em chó. Giữ chặt nha. Con muốn được đẩy em chó. Phải đẩy em nhẹ nhẹ thôi nha Peppa. Dạ thưa mẹ. Giữ chặt nha chó. Ôi trời, Peppa đẩy chót lên cao quá rồi. Chót không thích đánh đu quá cao như vậy. Peppa, con biết là em con hơi sợ độ cao mà. Xin lỗi chó. Hay là chúng ta leo lên khung sắt đi em. Chào cậu Suzy. Chào cậu Dandy. Chào cậu Peppa. Nè. Thật ra các cậu làm sai hết rồi. Các cậu làm giống như mình mới đúng nè. Mọi người lùi lại. Chuẩn bị, sẵn sàng. Đi nào. Nhìn mình nè, mình đang bay giống như chim. Sao mình không ra được? Peppa bị kẹt giữa cái bánh xe. Không có gì vui hết. Thật ra cũng mắc cười một chút đó con. Để mọi người kéo con ra nha. Bạn của Peppa giúp kéo cậu ấy ra. Cảm ơn các bạn. George, con muốn chơi trên khung sắt hay không? Khung sắt khá là cao. Và chó không thích ở trên cao. Đây chó, chị là ba và mẹ nha. Còn em thì làm con đi. Các con, sắp tới giờ uống trà rồi. Nên các con phải rửa tay. Rồi chó đặt búp bê lên trên giường. Chó, tại sao đang chơi em lại đặt búp bê lên giường? Chúng sắp có bữa tiệc trà mà. Chó thích đặt búp bê lên giường. Các con, bây giờ lập tức xuống lầu đi. Nếu không sẽ không có bánh kem đó. Chó không nghe Peppa. Cậu ấy đang bận đặt búp bê lên giường. Chó, nếu em muốn chơi búp bê của chị thì em phải giúp chị chuẩn bị tiệc trà đó. Đây là chó, em có thể đổ nước vào trong đây. Các con, mau xuống lầu ngay đi. Dạ thưa mẹ, tụi con xuống liền. Lúc này George đang đi đổ nước và ấm trà. George nhìn thấy một chú nhện bên trong bồn rửa. George muốn chú nhện đó làm bạn với mình. George rất thích chú nhện. Chú nhện cũng thích George. Peppa rất thích chơi tiệc trà cùng với búp bê. Bánh quy sô-cô-la đâu hết rồi hả anh? Hôm qua vẫn còn nhiều lắm mà. Xin lỗi em nha. Chắc là anh đã ăn hết rồi. Bà hư quá đi. Chó đi vào và đặt chú nhện lên giường. Chó, em đang làm gì vậy hả? Em phải giúp chị chuẩn bị tiệc trà chứ. Cứu, cứu con với. Ba ơi, có một con nhện trong phòng ngủ của con. Dạ, xin chào thuyền trưởng. Rất tốt, vì là thuyền trưởng nên khi nào ông nói mọi người làm gì thì mọi người phải làm theo. Sẽ làm theo nếu như có ích thôi nha. Thuyền trưởng không bao giờ ra lệnh những chuyện không có ích đâu. Dạ tất nhiên rồi thưa thuyền trưởng. Rốt, con nâng cờ lên đi. Ê,
Peppa, gõ chuông đi con. Dạ được, thuyền trưởng. Heo bà ơi, mau cầm bánh lái đi. Dạ rõ, thưa thuyền trưởng. Tiến lên. Có lẽ chúng ta nên đi chậm một chút thì tốt hơn đó. Ý kiến này hay đó heo bà. Tôi cũng không muốn dùng hết xăng của mình đâu. Ông ơi, con muốn đi nhanh hơn. Con đừng có nôn nóng Peppa. Lát nữa chúng ta sẽ đi nhanh nha. Nhìn kìa, thuyền khác kìa. Đó là chó ông. Ông ấy cũng đưa chó Danny đi dạo trên sông. Ồ, chào bên đó nha, chó ông đó hả? Chào bên đó, heo ông hả? Chào cậu Danny. Chào cậu Peppa. Thì ra chó ông và heo ông là bạn bè rất thân với nhau. Tôi bất ngờ vì thuyền của ông đến giờ vẫn nổi được đó chó ông à. Nó cũng gần lớn tuổi bằng ông rồi đó. Thôi đi, chiếc thuyền cũ này có thể đi nhanh hơn cái thùng nước của ông rất nhiều đó heo ông. Ồ vậy hả? Nếu ông nói như vậy thì mình đua đi. Chuẩn bị thua cuộc đi ông heo nước à. Hai người lớn rồi mà cư xử như con nít vậy đó. Tại chó ông gọi tôi là ông heo nước kìa. Nhưng ông gọi ông ấy là chó biển trước mà, nên ông phải xin lỗi trước. Ông sẽ xin lỗi nếu ông ấy chịu xin lỗi trước. Ông ơi, ông nói xin lỗi với heo ông đi. Ông ấy là bạn thân của ông mà. Không. Con dùng nó trước được không ba? Chắc không được, vì nó hơi khó sử dụng đó con. Vì cả ba cũng phải đọc sách hướng dẫn đây nè. Cái này thật sự khó hơn mình nghĩ à. Mẹ cô Suzy có một cái máy quay đó ba. Con thấy cô ấy bật nó lên như vậy nè. Ồ, Peppa giỏi lắm. Cảm ơn bạn đã mua máy quay phim hiệu 3000. Tôi rất nóng lòng và sẵn sàng quay bộ phim đầu tiên. Có cách để tắt tiếng nói đó hay không? Anh không chắc nữa. Cảm ơn bạn đã mua máy quay phim hiệu 3000. Trên máy quay phim của mẹ cô Suzy, chỉ cần ấn nút này là có thể tắt tiếng đó liền. Cảm ơn bạn đã mua. Bây giờ nó sẽ không nói nữa đâu ba. Giỏi lắm Peppa. Ba định quay gì trước đây? Quay con nè. Được rồi Peppa. Xin chào, mình là heo Peppa. Ta cùng xem lại nha. Xin chào, mình là heo Peppa. Con nữa đi ba. Được rồi. Xin chào, mình là heo Peppa. 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 Lần nữa đi ba. Có lẽ chúng ta nên quay cái khác đi con. Vậy đi, bây giờ anh hãy rời khỏi phòng. Tụi em sẽ quay một đoạn phim cho anh coi. Hướng này. Vậy là heo ba phải đợi trong nhà bếp, trong khi heo mẹ, Peppa và George đang quay một đoạn phim bí mật. Không được xem trộm đó nha. Mỗi chúng ta cần làm gì đó. George, con muốn làm gì trước không? Đã xong chưa vậy? Giờ anh vào để xem có được không? Xong rồi. Không, George. Trò này chỉ dành cho con gái thôi. Em chơi đồ chơi của em đi, George. Peppa và Suzy muốn chơi một mình cùng nhau. Bây giờ mình sẽ là một cô tiên nhỏ. Bây giờ mình sẽ vẫy cái đũa phép của mình và biến cậu thành một con ếch xanh. Nhưng mà George không thích chơi một mình. George cũng muốn chơi cùng chị. Không George, chị đang chơi với Suzy mà. Em hãy đi chơi chỗ khác đi George. George muốn chơi cùng với Peppa. Cậu ấy cảm thấy hơi cô đơn. George, mẹ cần con giúp nè. Mẹ đang định làm bánh quy sô-cô-la.
Mẹ cần có người liếm sạch cái tô này. George cũng thích giúp mẹ làm bánh quy. Nhưng mà cậu ấy thích chơi với Peppa hơn. Mình muốn làm một y tá. Còn mình muốn làm một bác sĩ. Nhưng vậy ai sẽ làm bệnh nhân đây Peppa? George ơi. Peppa và Suzy đều thích chơi bác sĩ và y tá. Mẹ. George cũng vậy. Peppa nghe lồng ngực của heo George. Nào George, em hít sâu vào đi, rồi ho ra. Hình như tim của em hơi bị lỏng một chút. Chị sẽ dán nó lại cho. Peppa cũng không có trốn dưới gầm giường. Âm thanh lạ đó là gì vậy? Peppa không có trốn sau rèm cửa sổ. Lại là cái âm thanh lạ lúc nãy. Nó có thể là cái gì chứ? Như vậy là George đã tìm ra chỗ Peppa trốn. George đã tìm thấy con. Bây giờ tới lượt ba phải trốn rồi đó. Ba nghĩ là nên để George trốn lần nữa. Như em George trốn không có giỏi đâu ba. Ba tin là lần này em ấy sẽ khác. Con hãy nhắm mắt lại và đếm đi. 1 2 3. Ôi trời, Peppa sẽ dễ dàng tìm được George thôi. 5 6. George, qua bên 7, này nè con. 8 9 10. Em sẵn sàng chưa? Chị đi tìm đây. Em George không có ở dưới gầm bàn. Nhưng em ấy luôn luôn trốn vào dưới gầm bàn mà. Sao con không lên lầu thử tìm xem? Con biết em ấy ở đâu rồi. Chắc chắn là em George đang ở trong giỏ đồ chơi. George không có ở trong giỏ đồ chơi. Vậy cậu ấy ở đâu? Peppa không tìm thấy George ở đâu hết. Ba ơi, con không tìm thấy em George ở đâu hết. Ôi trời, không biết thằng bé đang trốn ở đâu. Ba ơi, tụi con có thể giúp ba tìm mắt kính được không ba? Ý hay đó Peppa. Nếu con tìm ra nó thì ba con sẽ không còn bực bội nữa. Anh không hề bực bội. Peppa và George đi tìm mắt kính của heo ba. Peppa thì tìm ở dưới tờ báo. Nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. Còn George thì tìm ở phía trên TV. Nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. Chúng ta lên lầu tìm trong phòng của ba và mẹ đi em. Peppa và George cùng nhau tìm trong phòng của ba và mẹ. George, em cẩn thận đừng làm ngã cái gì nha. Không có gì vui đâu George. Peppa tìm ở dưới những cái gối. Nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. George thì tìm trong đôi dép của heo ba. Nhưng mắt kính cũng không ở đó. Mình tìm trong nhà tắm đi em. Peppa và George đi tìm trong bồn tắm. Mắt kính không có trong bồn tắm. Mắt kính cũng không có trong bồn cầu. Khó tìm quá ha George. Peppa và George đã không tìm được mắt kính của heo ba dù đã cố gắng. Tụi con đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy mắt kính của ba đâu hết. Ôi trời,
Bây giờ làm sao đây? Có vẻ anh phải làm mọi thứ mà không có mắt kính rồi. Nếu đi từ từ như vậy sẽ không đụng vào ai. Nó kia kìa, mắt kính của ba nè. Vì nó là bí mật mà. Chó, đây là hộp bí mật của chị đó. Nó vẫn còn trống. Chị phải tìm một cái gì đó để bỏ vào đây. Và George muốn giúp Peppa. Không chứ, chỉ một mình chị biết trong này có cái gì thôi. Em phải ra ngoài đợi trong lúc chị chọn. Peppa sẽ chọn vài thứ bí mật để cho vào cái hộp của mình. Vậy là hộp bí mật của chị đã đầy rồi. George, em không được xem bên trong đâu. Nhưng mà George rất muốn biết trong cái hộp bí mật của Peppa có gì. Nếu em muốn, em có thể đoán thử. Khủng long. George thì nghĩ Peppa đã bỏ một con khủng long vào đó. Không George, tại sao chuyện gì em cũng nói khủng long hết vậy? Bộ em không thấy con khủng long quá lớn để bỏ vào trong hộp này sao? Vậy là George không đoán được trong hộp bí mật của Peppa có gì. Lúc này Helba đang làm sạch một bức tranh. Ba ơi, đây là hộp bí mật của con nè. Mẹ đã làm cho con đó ba. Nó rất là đẹp đó Peppa. Nhưng trong đó có gì? Đó là một điều bí mật. George đã thử đoán. Nhưng mà em ấy đoán không đúng. Vậy để ba đoán thử xem. Dạ được. Con bỏ mắt kính của ba vô đây sao? Dạ không. Ba vẫn đang đeo mắt kính của mình mà. Đúng rồi ha. Ba đoán dở quá. Ba phải suy nghĩ kỹ hơn mới được. Được rồi. Con bỏ giày của mẹ vào đây đúng không? Dạ không. Ba đã hết lực đoán rồi. Peppa thích những điều bí mật. Mẹ ơi, không ai biết trong hộp của con có gì. Ồ, chó, em có gì vậy? Mẹ cũng là một hộp cho chó. Tại đàn vĩ cầm khó chơi quá. Peppa, có lẽ con chơi trống thiết sẽ tốt hơn. Con cảm ơn ba. Nghe hay hơn rồi. Vậy là Peppa thích chơi trống. Ồ, hay lắm con à. Phải, nghe rất là vui tai. Đây là cái đàn phong cầm cũ của heo ba nè. Ba thường chơi cho heo mẹ nghe khi ba mẹ mới quen. Heo ba, anh vẫn nhớ bài này hả? Vậy là George cũng muốn chơi đàn phong cầm. Còn chắc không George. Đàn phong cầm khó chơi lắm đó. George, cây đàn phong cầm của ba cũng khó chơi giống như trống của chị vậy đó. Được rồi George. Có lẽ George còn hơi quá nhỏ để chơi đàn phong cầm. Ba ơi, ở trong hộp còn loại nhạc cụ nào nữa không ba? Còn cái tù và này. Cho con thử được không ba? Con cần phải thổi nó thật là mạnh. Có vẻ như không đúng cách rồi. Con thổi nó không được. Mẹ nghĩ mẹ từng thổi được nó đó. Tiếng này thật sự là không đúng. Chắc nó cần một người to, mạnh và có hơi dài như anh đây. Âm thanh này cũng không đúng luôn. Peppa nói đúng, đúng là không thể thổi được. Thôi kệ nó đi heo ba, cứ dùng đàn phong cầm, vì anh chơi nó rất là hay. Đúng là anh chơi đàn phong cầm khá tốt, bản thân anh cũng công nhận chuyện đó. Và em sẽ chơi vĩ cầm của mình. Con sẽ chơi cái trống này. Vậy là heo mẹ chơi vĩ cầm. Wow, kho báu sao? Nó ở đâu vậy ông? Ồ, các con phải là người đi săn tìm. Đây là bản đồ kho báu nè Peppa. Và Jock có thể đội cái mũ cướp biển của ông. Ồ, xin chào thuyền trưởng Jock. Nhưng mà cái bản đồ này khó hiểu quá. Ba giúp con đọc được không? Tất nhiên rồi Peppa. Bà rất giỏi xem bản đồ. Oh,
đúng là hơi khó hiểu thật. Heo ba à, con cầm cái bản đồ bị lộn ngược rồi kia kìa. Ồ, con cũng nghĩ vậy. Dễ thôi mà, dấu chéo chắc chắn là chỗ chứa kho báu. Vậy còn hai cây táo đó ở đâu trong khu vườn này? Con không biết nữa. Con có cần gợi ý hay không? Dạ có. Manh mối thứ nhất ở trong một cái chai. Nhưng cái chai đó ở đâu đây ta? Con thấy nó rồi. Peppa đã thấy manh mối đầu tiên rồi. Một lời nhắn trong một cái chai. Mọi người nhìn nè, cái chai nằm ở đây. Làm tốt lắm Peppa. Ồ, để xem lời nhắn nói gì đây nha. Ồ, nó là lời nhắn từ một cúp biển. Mẹ ơi, mẹ đọc lời nhắn của cướp biển giùm con được không? Ừ, nhưng chữ viết của cướp biển này xấu quá. Không đâu, chữ viết của cướp biển rất đẹp mà. Con không đọc được chữ nào hết. Cướp biển đã viết rất rõ ràng, hãy đi theo mũi tên. Đi theo mũi tên hả ông? George đã tìm thấy manh mối thứ hai rồi. Những cành cây ghép thành mũi tên. Nhìn kìa, nó chỉ đi hướng này. Peppa và George nhanh chóng đi theo mũi tên. Nhìn kìa George, một cái chìa khóa. Peppa đã tìm thấy manh mối tiếp theo, một cái chìa khóa. Làm tốt lắm Peppa. Bây giờ con chỉ cần tìm hòm kho báu nữa thôi, rồi mở nó ra là được.